cano vô cho nó lại. Chú cano nó càng vô sâu là nó lên tới 3-4 mét luôn. Mình đã đi xa rồi, mình gặp đi được. Ui, sao lấy cano vô để di chuyển người ta nhanh nhất có thể. Ok, rồi anh em đi 8 năm hả? Ừ. Mới mua nhà được 8 năm đấy. Nhập cao nhất chưa? Nhất đấy. Nhất luôn hả? Ừ. Lên tới đâu chú? Lên nói chung là cầu thang luôn. Tới cầu thang luôn hả? Kinh quá. Cảm ơn chú đi. Nhập lớn không chú? Vô tới đâu chú? Tới nhà bếp. Tới nhà bếp luôn hả? Chú ở đây lâu chưa? 5 năm rồi. 5 năm rồi, đó thì có chặn lũ nào giữ nhập giữ cho không? Chưa bao giờ thấy luôn. Chưa bao giờ luôn. Cảm ơn chú. Phải cố gắng nha chú. Đây. Đây là cái đó là người nhà chung của mẹ đơn thân rồi hả? Dạ. Là 7 người mẹ. Dạ, 7 với lại 10 đứa nít. 10 đứa nít. Dạ. Trời ơi, tụi em vô đây. Còn cháu không? Mà vô cho đây nè, còn cháu không? Không. Sâu lắm, thả cano xuống đi. Thả cano đi. Thả cái nồi xuống rồi. Đứa nào ngoài này bơm thêm 3 cái xuồng nữa đi. Bánh đi. Anh cho em lên rồi đi vô được không? Được. Lên lên thanh niên đi được đó đi phụ nữ. Em cho anh vô để phòng mấy đứa xíu nữa. Phòng mấy đứa nhỏ để tụi anh phòng cho em đừng có phụ nữ vô cho người đàn ông nào đi vô. Hai nhà kế nhau hả? Dạ, hai bên nhà anh. Em vô đi xíu cái đây này ngay đầu đi. Tại vì tôi lực lượng của anh còn phải ngồi trên này nữa. Sao mấy là xíu nữa ra thì em đi tự vô ra được. Để vô vào phòng chứ.
ngồi xuống, ngồi chụp mẹ xuống luôn, đưa cái áo hẹn áo bao đi. Đứa nào nghe lại đằng kia bóp cái đâu lên đi. Bỏ chiếc kia đi, đi chạy nữa đây. Bỏ chiếc kia xuống như đâu? Bỏ chiếc kia xuống chịu khỏi mà vậy. Bỏ xuống, bỏ xuống. Rồi đi vô xuống không? Tự tự lấy cái kia nó lôi. Cứu quả rồi vô trong. Còn bao nhiêu lực lượng ở ngoài này bơm bơm thêm mấy cái bao đó lên lên. Kè kè lên đón chưa? Đâu? Kè kè bắt ấm gà không? Đứa nhỏ nữa. Bình chứa chung cư hả?
Còn sao ướt được. Ê, đừng lên. Nữa nè. Chậm lại.
Nó rất là sâu nha cả nhà. Đứa nào bồng giùm bé này cho mẹ leo lên. Phải 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 đợi đợi xíu bé này cho qua cho mẹ luôn coi. Rồi rồi. Ngồi xuống em phải ngồi xuống. Ngồi chân sâu. Ngồi chân sâu luôn. Rồi. Để con cái ghế nè. Để một cái. Mới xanh là ngồi xuống dưới giùm em. Em che lại cho bé đi em, nó lạnh em. Em cũng mới xanh luôn hay sao? Mới xanh có 5 tháng. Còn đưa chị bụng cho cầm xuống này. Thế nào? Tao sớm giờ tao làm tao đâu nghe được điện thoại. Rồi chị kêu mới xanh vậy mày trời mày tự mày điều hành luôn đi. Cái này là của... Đi lạnh luôn đấy. Lần lo đi. Đứa nào qua đây phụ đỡ nè, đỡ nè. Rồi mấy mẹ chúng ngồi đây, đi. Thầy yếu, thầy yếu. Thầy yếu đúng không? Ầm, ầm bé nó bồng á. Bồng bé này qua đi nè, xấu. Anh qua lấy hành lý bỏ đi cho. Bé này yếu nè. Dạ dạ. Ẩm lên luôn, ẩm lên luôn, bé này yếu á. Rồi đưa đứa bé lên
rồi. Rồi bước ra đây, bước mẹ bước ra đây. Ngồi lên trên bao, bỏ hai chân ra. Rồi bước vô xe đi anh. Con bước vô xe đi, chúng vô xe. Vòng kia. Rồi rút đi qua bên kia đi, rồi còn mấy điểm sót một người, còn sót một người nữa hả? Bây giờ trên thủ còn nhiều điểm là kêu cứu lắm. Cho nên bây giờ trên thủ mấy anh em đi. Còn một người nào? Trong đồn công an còn một người hả? Có một bà chị à. Ở đây ở, để ông vô chỗ này.